Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vào tài khoản Facebook ở trên máy Nokia 5310. Ở đây thì mình có một cái SIM 4G của Viettel và đã mua gói data 7GB cho 7 ngày rồi. Bây giờ thì mình sẽ lắp SIM vào máy và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Các bạn lưu ý nha, là bắt buộc SIM phải có EDGE thì mới có thể vào được ứng dụng Facebook. Đây, SIM Viettel của mình ở đây nha. Và những máy nào có thể sử dụng được thì mình sẽ kể tên một số máy, đó là Nokia 210 này, 230 này, 3310. Và gần đây nhất là cái máy này đây, Nokia 5310. Về cơ bản thì ứng dụng Facebook này nó không phải là một ứng dụng riêng biệt nha. Nó chỉ là một cái icon mà khi mà các bạn ấn vào thì nó sẽ link qua cái Opera Mini và để mở ở dạng website. Bây giờ thì mình sẽ đăng nhập cho các bạn coi thử nha. Và mình lưu ý giúp các bạn là cái máy 5310 này thì nó cũng giống như 230 hay 3310 hay 210 là nó sẽ không thể cài được ứng dụng Java. Cái UI này nó rất là khác so với những cái UI trước kia của Nokia. Những cái máy Nokia chạy Symbian S40, S60 thì mới có thể cài được ứng dụng Java. Và nhiều bạn có hỏi mình rằng cái máy này có thể xem được YouTube hay không, thì mình xin trả lời là không xem YouTube được luôn. Nó chỉ có thể lên Facebook như vậy này, hoặc là đọc một số các cái tin tức từ báo rồi dân trí rồi gì đó thôi. Đây, mình đã vào được Facebook rồi. Và cái tốc độ để mà load, để mà thích, để mà bình luận của nó thì cũng khá là chậm. Và nếu mà các bạn có sử dụng những cái dòng máy như thế này mà các bạn muốn sử dụng EDGE thì các bạn không nhất thiết phải mua một cái gói 7GB như mình đâu. Các bạn có thể chỉ sử dụng gói vài trăm mê thôi là cũng có thể xài thoải mái rồi. Tại vì EDGE mà, cái băng tần này của nó đã từ rất là lâu rồi, từ rất là cũ rồi. Mỗi lần mà mình ấn bình luận hay ấn thích thì mình đều phải chờ để cho nó load, nó xử lý đó. Một lần load như vậy chỉ mất khoảng vài chục KB đến vài trăm KB thôi, không có nhiều lắm. Nói chung do là máy chạy trên băng tần 2G nên nó sẽ không có được nhanh lắm. Tuy nhiên thì trong một số cái hoàn cảnh cấp bách thì các bạn vẫn có thể sử dụng. Và các bạn có thể đọc báo, đọc tin tức bằng Opera Mini hoặc là vào Facebook. Ngoài ra thì những cái dòng máy này nó đều có một cái kho ứng dụng của riêng Nokia. Tuy nhiên khi mà các bạn muốn tải ứng dụng về thì các bạn buộc lòng phải gắn thẻ nhớ tại 400 của máy khá là nhỏ. Và hơn thế nữa là các bạn sẽ phải trả một khoản tiền nhất định để mà mua cái ứng dụng đó, mua cái game đó và sử dụng ở trên thiết bị của mình được. Thì các bạn có thể thấy ở đây có một kho ứng dụng nha, có một vài trò chơi được cài sẵn trong máy và mình có thể cài thêm một số game như là Nova 3 hay cái gì đó. Đây, những cái game ở dưới này ví dụ như là Advan 6 này hay là Assassin này thì mình đều phải bỏ một cái khoản phí để mà mình mua hết. Tóm lại là trong video này là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách mà có thể đọc được tin tức này, hoặc là cách có thể vào Facebook ở trên những cái dòng máy Nokia nghe gọi như là 210 hay là 3310 hay là 230. Và các bạn để ý giúp mình nha, là những cái dòng máy nào ở cái biểu tượng số 0 nó có cái hình quả địa cầu này này thì nó mới có Opera Mini để mà mình sử dụng nha. Và cũng nhấn mạnh thêm rằng máy này sẽ không thể xem YouTube hay là không thể cài các ứng dụng ngoài từ nguồn Java được. Vậy thì anh em có còn thắc mắc gì nữa hay không thì vui lòng để lại câu hỏi cho mình ở phía dưới phần comment. Và nếu anh em cảm thấy video hữu ích thì nhớ đừng quên like, share và subscribe kênh giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái clip tiếp theo của điện thoại siêu rẻ.com.